Nay mình có chạy cuối hàng nào không anh? Không. Chẳng là sẽ tới chiều em được rồi. Dạ. Bữa nó bị nó chạy chừng 60 mà. Ủa xe anh có ra khóa đèn gì không? Không. Không có đèn gì hết hả? Không có gì hết. Dạ. Tức là mình chỉ dạng như mình mới mua xe xong mình đẩy mình đi vệ sinh thôi đúng không? Chiêu rè rè máy hả? Không biết nó chiêu à, kêu turbo quá hả? Vâng, trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cho những anh em mà chưa làm xe bao giờ cũng có thể vệ sinh và bảo dưỡng, tự bảo dưỡng được cái chiếc xe của mình. Và trong video hôm nay thì các bạn thấy thấy đây là một cái chiếc Thaco Olin 720, xe đã chạy được 130.000 cây số rồi. Và bên mình sẽ hướng dẫn các bạn vệ sinh cái hệ thống tuần hoàn khí thải EGR và đặc biệt là cái bầu lọc khí thải của cái chiếc xe này. Và các bạn sẽ thấy đây là cái công đoạn đầu tiên, đó chính là chúng ta dùng các cái khóa phù hợp để tháo cái các cái con ốc bắt cái đầu của cái bầu lọc khí thải. Và các bạn hãy xem quá trình thật chi tiết bên mình làm mở từng con ốc để các bạn có thể xem và các bạn có thể hoàn toàn làm tại nhà được nhé. Rồi sau khi mà mở được cái đầu phía trên này thì chúng ta sẽ mở cái đầu ở phía dưới ha. Các bạn hãy dùng cái khóa 13 và 15. Chúng ta sẽ mở hai con ốc ở phía dưới này để chúng ta bắt đầu tháo cái đầu còn lại của cái bầu lọc ra. Và tiếp theo mình sẽ mở cái con cảm biến áp suất khí xả ra. Và các bạn sẽ thấy là cái con này khi mà các bạn tháo như này thì nó không có báo lỗi gì đâu nhé. Tại vì chúng ta không có tháo cái giắc điện của nó ra. Nên là các bạn cứ yên tâm, nó không có báo lỗi động cơ đâu. Cái ống nhựa này sau một thời gian thì các bạn thấy là nó rất là dễ giòn nha, không sao. Chúng ta sẽ mua các cái lấy các cái ống nhựa dẻo khác chúng ta thay thế, không có vấn đề gì cả. Thì các bạn thấy là nó đứt làm đôi luôn. Cái này thì không thể tránh khỏi nha các bạn trong quá trình mình tháo. Và cái cuối cùng mà chúng ta sẽ tháo cái con ốc treo cái bầu lọc ha. À, các bạn hãy nhìn cái kỹ thuật viên của bên mình làm. Và đây các bạn hãy thấy cái bầu lọc sau khi được tháo ra thì nó sẽ như thế này. À, anh em hoàn toàn có thể tự làm ở nhà rất là dễ. Và các bạn có thể thấy đây là một chiếc xe chạy được 100.000 cây số rồi và các cái lỗ thoát hơi của nó hầu như là đã bị bít hết rồi các bạn. À, do đó các bạn khoảng tầm 50 đến 70.000 cây số là chúng ta nên vệ sinh một lần rồi. Còn chiếc xe này đã chạy 130.000 cây, các bạn thấy là gần như là nó bị nghẹt hết rồi nhé. Và nếu như vậy thì khi mà các bạn vệ sinh thì khả năng mà nó bị tắc hoàn toàn cái bộ lọc này rất là cao.
Tuy nhiên là khi mà các bạn sử dụng các cái dung dịch đặc biệt á, chuyên dụng của bên như bên mình sử dụng á, thì nó cũng không phải là vấn đề gì to lớn. Và một cái bầu lọc này thì có trị giá không dưới 30 triệu đâu các bạn. Nên là anh em nào đang sử dụng các cái dòng xe đời mới, các cái dòng xe Euro 4, Euro 5, chúng ta phải lên kế hoạch để chúng ta vệ sinh các cái bầu lọc khí thải này, tránh cái tình trạng là để cho nó tắc, nghẹt và dẫn đến hư hỏng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tháo cái két làm mát EGR để tiến hành vệ sinh. Cái két làm mát EGR này thì nó có cái đường khí xả đi qua, nên là khi mà muội than nó đi qua thì nó sẽ gây tắc nghẹt cái bầu này, làm cho xe bị giảm công suất. Do đó là chúng ta sẽ tháo nó ra để chúng ta tiến hành vệ sinh. Việc tháo này cũng rất là đơn giản, các bạn hãy xem cái người kỹ thuật viên bên mình làm nhé. Cái đó dùng đầu như tí. Đầu vừa nhỉ. Cũng chạy nha, đường này hỏi anh. Anh đi chở hàng ngang qua đúng không? Mở dễ luôn. Và đây là cái két làm mát EGR. Các bạn thấy là muội than nó sẽ đóng một lớp dày nè. Đó. Xe có nhiều xe là các bạn thấy là nó đóng bít luôn cái bầu lọc này. Đó. Cái bầu làm mát này. Do đó là định kỳ khoảng tầm 70 đến 100 ngàn cây anh em phải vệ sinh. Đó. Đây là quá trình bên mình sẽ hướng dẫn anh em cách vệ sinh các cái bầu cái van EGR cũng như cái bầu lọc khí thải. Việc đầu tiên đó chính là chúng ta sẽ bịt một đầu của cái két làm mát EGR lại. Anh em có thể sử dụng băng keo như trong cái video mình hướng dẫn, hoặc là anh em có thể sử dụng cái dây thun á, để chúng ta cột cho nó thật chặt lại, để tránh trường hợp và khi mà chúng ta đổ cái dung dịch vào nó sẽ bị hao hụt hoặc là nó bị chảy ra mất nhé. Cái công đoạn này thì bên mình thợ anh em họ làm cũng chưa có chuyên nghiệp như trong các gara. Tuy nhiên là cái công việc này thì nó lại đơn giản hơn cho anh em làm tại nhà. Đối với anh em gara thì khi mà có những cái máy móc thiết bị á, thì họ làm rất là nhanh và nó chắc chắn. Tuy nhiên thì việc mà hướng dẫn anh em làm tại nhà thì không phải lúc nào anh em cũng có các cái thiết bị để chúng ta có thể bịt kín, hoặc là chúng ta dùng các cái máy móc để chúng ta vệ sinh các bầu này. Nên là trong cái video này mình sẽ hướng dẫn anh em cách để làm sao anh em có thể tự vệ sinh ở nhà một cách dễ dàng nhất. Chúng ta sẽ nấu nước nóng sôi lên. Chúng ta sẽ dùng cái dung dịch D30 này chúng ta đổ vào. Với một cái tỷ lệ là 1:10 nha anh em. Cứ 10 lít nước nóng này với một chai D30 1 lít đó. Rồi sau đó các bạn đổ cho đầy cái bầu lọc như thế này. Hồi nãy chúng ta bịt một đầu rồi thì bây giờ chúng ta cứ đổ thẳng vào trong ruột của nó, chúng ta ngâm thôi. Thời gian ngâm sẽ khoảng tầm 1 tiếng đồng hồ nha anh em. Anh em nào mà có thời gian thì có thể ngâm lâu hơn, khoảng tầm 1 tiếng rưỡi. Còn anh em nào mà bận quá thì chúng ta có thể ngâm 30 phút thì nó cũng sạch rồi ha. Nhưng mà riêng cái xe này thì các bạn thấy nó rất là đặc, do đó phải ngâm lâu, nó khoảng 1 tiếng. Đây các bạn thấy dung dịch sau khi mà ngâm xong đổ ra thì nó sẽ màu như thế này nha. Sau khi xả ra thì chúng ta sẽ dùng một cái máy rửa xe áp lực thấp ha. Chúng ta xịt
cho nó sạch hết tất cả các bụi than cho đến khi nào các bạn thấy là nước nó không còn bụi than nữa thì mới đạp nha. Với cái két làm mát EGR các bạn cần phải xịt khô nó sau khi vệ sinh nha, để tránh trường hợp nước nó vào trong động cơ. Còn cái bộ lọc khí thải thì chúng ta không cần phải xịt khô. Anh em có thể thấy kết quả sau khi chúng ta vệ sinh cái bộ lọc khí thải. Tại vì người ta nghĩ là không có cái gì để vệ sinh được. Làm lại gì cái này nếu mà... Đây các bạn có thể thấy một cái đường ống nối vào trong cái cảm biến là nó đã bị cái gì nó chui vào và nó gây ra tình trạng nghẹt. Và bên mình sẽ tiến hành thay thế cái ống này nha. Thì nếu như các bạn nào mà có bị tình trạng như vậy á, thì các bạn có thể ra ngoài các cái chỗ mà họ làm các cái ống thâu á, ống đồng ống thâu á, các bạn kêu người ta làm lại một cái ống như thế này cho các bạn. Thì chi phí nó cũng chẳng bao nhiêu đâu, các bạn hãy xem cái ống mà bên mình chế lại làm lại cho khách nè. À, chứ còn mấy cái này anh em vô để mà mua phụ tùng thì chưa chắc đã có đâu. Và sau khi mà làm xong lại cái đường ống lên trên cảm biến thì bên mình sẽ tiến hành gắn trở lại trên xe nha. Thì công đoạn này cũng rất là đơn giản, anh em có thể theo dõi cái video bên mình hướng dẫn.
Đây là cái bước rất là quan trọng, khi các bạn hãy cho một ít keo vào trong cái đường nước để tránh khi mà các bạn gắn vô á, nó sẽ bị hở ke hở và nó gây ra cái tình trạng là bị hao hụt nước ở mát nha. Rất là nhiều tình trạng là nhiều xe mà người kỹ thuật họ làm không kỹ á, thì nó bị hao hụt nước ở mát, rất là ảnh hưởng đến động cơ trong quá trình xe nó hoạt động nha anh em ha. Đây là các anh em sẽ xem lại cái quá trình bên mình gắn lại cái bầu lọc chất làm mát EGR này nha. Khi mà tháo két làm mát EGR thì nó sẽ bị hao nước làm mát, do đó cái công việc mà tiếp theo khi mà anh em muốn khởi động để động cơ để cho nó xe nó hoạt động ổn định thì chúng ta phải châm thêm nước làm mát nha. Như vậy thì cái quá trình bên mình hướng dẫn cho anh em làm cái động cơ vệ sinh một cái chiếc Olin 720 đến đây là hết. Xin cảm ơn chân thành và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.